tên là Cửu Long, là sếp quản lý trực tiếp của Hoàng Anh. Hôm nay thì em đến em ủng hộ Hoàng Anh, thì ở đây cũng nói về em gái Hoàng Anh. Nếu mà nhìn em gái này Hoàng Anh chắc sẽ đổ liền. Đổ rất ngay là mà liền đúng không? Đổ phạt 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 đó. Dạ, yeah, anh ngồi đó là anh bấm nút liền. Mời nhà trai. Rồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt sân khấu nha, giới thiệu về mình đi em trai. Lời đầu tiên cho con lời chào chú Quyền Linh. Rồi. Cô Hồng Vân, bạn nữ bên cạnh và tất cả mọi người ở đây ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Đặng Hoàng Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê quán là Bến Tre. Nghề nghiệp con là con đang làm trong ngành xây dựng. Mà giờ đang xây dựng ở đâu? Dạ, công việc hiện tại con cũng ở Bến Tre luôn. Mời nhà gái. Con giới thiệu đi. Con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào bạn Nam, chào quý vị khán giả. Con tên là Diễm Huyên, năm nay con 26 tuổi, con đến từ Quảng Ngãi. Nghề nghiệp của con hiện tại là nhân viên văn phòng cho một công ty Nhật. Mà con làm ở đâu? Dạ, con làm ở quận 7. Bạn kia thì lại làm ở tuốt Bến Tre à? Con có thích Bến Tre không? Dạ, con thích kẹo dừa. Con nói luôn về điểm yếu điểm mạnh của mình đi. Điểm mạnh của con thì con vui vẻ với mọi người. Con thích quan tâm người khác, dạ. Những người mà con yêu quý á. Và trong chuyện tình cảm thì con rất là rõ ràng, rạch ròi. Con có khuyết điểm gì không? Con có khuyết điểm thì con hay quên theo kiểu là não cá vàng. Dạ, với lại lâu lâu về quê thì con vẫn còn ngủ với mẹ. Trời ơi, ngủ với mẹ là quá đáng yêu chứ sao mà khuyết điểm được. Rồi, mời em trai cho thằng gái biết được là ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của con là con biết nấu ăn, con chơi được nhiều môn thể thao, con hay giúp đỡ những người xung quanh con. Vậy là tốt. Trời. Có khuyết điểm gì không con? Khuyết điểm của con là hơi ít nói, với lại con ít thể hiện cảm xúc bản thân của mình ra ngoài cho mọi người biết. Con có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì trải qua được 2 mối tình. Mối gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ, chia tay hồi năm 2017 ạ. Chia tay vì gì con? Con vì áp lực của nhà bạn gái ạ. Bạn gái làm gì áp lực mà chia tay? Thì nhà bạn gái là gồm 3 chị em, 2 anh cũng làm ngành xây dựng, mà 2 anh thì đã thành công rồi. Vô phải bắt con vô một cái khuôn mẫu. Bắt theo khuôn mẫu của 2 anh đúng không? Dạ, dạ. Vậy là hiểu ha. Con mấy mối tình rồi con? Con một mối tình hồi sinh viên, chính thức thì là một mối tình. Dạ, tụi con quen 3 năm xong rồi. Khi mà nghĩ tới những chuyện tương lai sau này á, thì cảm thấy không có hợp nhau nữa và chia tay. Chia tay cách đây 2 năm mà. Bây giờ mình đi đến một mối tình mới nha. Bây giờ cái mẫu người lý tưởng của con? Dạ, mỗi người của con thì chín chắn, điềm đạm. Trong công việc thì có ý chí cái tiến thủ. Bây giờ con có cần phải có nhà, có xe gì hay là như thế nào? Dạ, có nhà thì càng tốt ạ. Có nhà càng tốt mà chưa có thì sao? Chưa có thì con mới nói là có ý chí tiến thủ á. Là phải cố gắng để mà có một cái định hướng gì đó trong tương lai rõ ràng hơn. Rồi con có muốn cái người đó phải đẹp trai không? Giờ mình đẹp quá, mình phải muốn người bạn trai của mình đẹp cho xứng dạ với mình thôi, chứ. Đẹp trai dữ cũng mệt lắm cô. Vậy hả? Làm biến dữ hả con? Dạ, làm biến dữ. Rồi bây giờ con có sợ yêu xa không? Dạ, cái đó thì con không ngại, nếu mà bạn Nam không ngại thì bạn Nam sẽ lên Sài Gòn thì con cũng không ngại. Thật ra thành phố ngay quận 7 đi Bến Tre thì không có xa đâu con. Dạ, hiện nay đường cao tốc rất là nhanh và đi qua cầu Rạch Miễu là tới rồi. Dạ. Không có khó, thậm chí Bến Tre lên Sài Gòn cũng nhanh ha. Dạ. Con bên đây làm xây dựng, muốn xây nhà lúc nào không được, quan trọng có tiền xây không thôi. Bây giờ con muốn tìm mẫu người lý tưởng thế nào nè con trai? Con thích người bạn gái thì lễ phép, có cá tính riêng một chút, với lại dịu dàng. Cá tính mà dịu dàng hả? Tên tên. Dạ, con chào chú. Hết hồn chưa? Xinh quá. Con thật sự là xinh luôn á con gái. Dạ, con cảm ơn. Làm diễn viên là được luôn á, con làm văn phòng hả? Dạ, con làm văn phòng. Ơi. Bên đây là trai cũng hot boy đó. Nào, mời nhà gái. Đấy, trời ơi. Em chào cô. Hello. Trai tài gái sắc đúng tôi rồi. Nghĩ là đúng với cái cặp này. Cô nói vậy là con hiểu rồi gì đúng không? Thì giờ cô muốn hỏi con nè, con có đặt nặng về vấn đề nhan sắc không? Người đàn ông mà lung linh thì nhờ người phụ nữ bên cạnh đó. Nếu mà đẹp dạ cũng được luôn. Được không? Dạ. Được không? Rồi, thôi bây giờ vậy hôm nay con đi với ai? Dạ, con đi với sếp của con ạ. Dạ, chào sếp. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì xin chào em gái. Dạ, chào. Chào nhà gái. Thì em là tên là Cửu Long,
là sếp quản lý trực tiếp của Hoàng Anh. Hôm nay thì em đến em ủng hộ Hoàng Anh, thì ở đây cũng nói về em gái Hoàng Anh. Nếu mà nhìn em gái này Hoàng Anh chắc sẽ đổ liền. Đổ rất ngay là mà liền đúng không? Đổ phạt 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 đó. Dạ, anh ngồi đó là anh bấm nút liền. Nhưng mà ở đây chỉ còn cái quan ngại là giữa hai đứa sắp xếp về cái hai nơi thì có thể là trao đổi và thống nhất coi mình sẽ xây dựng một cái mái ấm hay là một cái gia đình ở đâu. Đó, xin cảm ơn đó, chương trình. Dạ. Dạ, cảm ơn sếp. Hay quá, cảm ơn sếp nhiều. Con đi với ai? Dạ, con đi với bạn đại học của con ạ. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả, chào anh Nam. Thì con tên Thảo, thấy là anh bên này rất là được luôn á Uyên. Nhìn ảnh rất là điềm đạm, đẹp trai, cực kỳ đẹp trai luôn. Xoái ca sơ mi trắng luôn. Cái gu này hồi trẻ cô mê lắm luôn, sơ mi trắng quần jean. Con mong là hai bạn trên này thì cứ trao đổi, nếu mà cảm thấy là có cái ấn tượng tốt về nhau thì mình cứ bấm nút trao cho nhau cái cơ hội cũng tìm hiểu, cũng như là tương lai sẽ tiến tới hôn nhân, cũng giống như là con và bạn đồng hành của con một năm trước cũng đã từng ngồi trên ghế này và tụi con cũng thành đôi. Vậy mà chú không nhớ nha. Rồi chúc mừng con nha. Anh thích con trai hay con gái? Nói anh con trai con gái gì cũng được, không quan trọng lắm, mà nếu như được đồ làm con trai thì anh sẽ thích hơn. Cũng như không. Qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em. Anh thì anh thấy em sẽ em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều. Anh rất là dễ thương, mong em hãy cho anh một cơ hội. Và chúc mừng hai bạn. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau. Trên hôn em nhé. Thôi chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn. Này, các bạn cũng sẽ giống như con có duyên nha. Dạ. Rồi, bây giờ thì mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi. Mở rào. Chào anh. Chào em. Cái quà anh gửi. Dạ, em cảm ơn. Em cũng quà tặng anh. Em tặng anh cuốn sách với lại chai nước rửa tay. Cuốn sách thì cuốn sách em rất là thích. Còn nước rửa tay thì đang mùa dịch cho nên em thấy nó rất là thiết thực. Rồi, em cảm ơn ạ. Quà anh tặng em là giống kẹo dừa. À, kẹo dừa. Dạ. Dạ. Có hoa bi. Tại ở nhà với bạn bè hay ba mẹ cũng gọi là tên bi nên tặng bi cho em. À, là con tặng bản thân của con cho Nguyên luôn đúng không? Dạ. Nhận không Nguyên? À, dạ nhận. Dạ nhận. Con để đây nè. Rồi, để đây con. Bây giờ hai đứa cảm nhận về nhau đi nào. Anh thấy em với trong tưởng tượng của anh đó thì nó... Anh thấy em xinh. Rất xinh. Rồi em cảm nhận như anh như thế nào? Thực ra em rất là thích con trai bọn sơ mi trắng. Dạ, hôm nay anh bọn sơ mi trắng nên em cũng rất là thích. Thí dụ như mà quen nhau á thì anh ở Bến Tre thì thí dụ như hẹn hò thì sao anh ha? Quan trọng là có lý do là anh lên được hết à? Dạ. À, quan điểm về tình yêu của anh thì như thế nào ạ? Anh nghĩ là nên là niềm tin, hai người tin tưởng nhau thì sẽ vượt. Tin tưởng thôi hả? Thật lòng với nhau. Còn em thì trong tình yêu thì em rất là rõ ràng, giống như là quen nhau thì tỏ tình, còn chia tay thì phải nói chia tay. Dạ, phải rành rọi gì. Em thấy anh cũng ít nói, anh cũng khá là điềm đạm. Nói hết được rồi con ơi. Gặp con cái là đứng hình luôn, nói gì được nữa. Thôi thì chú hỏi giùm con. Dạ. Hỏi xem chừng nào, nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì chừng nào em có thể cho anh bước tới. Bước tới là thành người yêu quá hả chú? Cưới vợ đó con, cưới vợ. Khi nào mà coi như là bao nhiêu lâu thì có thể cho anh cưới em được. Tại vì tụi hai đứa cũng có thể làm đám cưới được rồi. Bước tới đó, con hiểu không? Dạ, dạ, dạ. Hỏi đi, hỏi coi. Thí dụ em với anh quen nhau. Dạ. Khoảng bao lâu mình bước tới giống chú Quyền Linh nói được em? Cái này thì nó tùy vào giai đoạn á anh. Khoảng bao lâu phải cho nó biết cái khoảng thời gian? Dạ, nếu được thì sang năm là được à. Tại vì năm nay thì cũng mắc dịch rồi anh. Khoảng sang năm ha. Dạ. Rồi, là hết dịch là bước tới đó chú. Bây giờ mình nói đi, mình nói cho bạn gái biết mình có tật xấu gì không, nói đi. Để nửa mai mốt về lộ ra là mệt lắm, nói trước đi. Dạ, anh có tật xấu gì không? Tật xấu gì không? Làm trong môi trường xây dựng thì nam nhiều. Dạ. Rảnh thì nhìn qua nhìn lại ra đi ra quán thôi. Mà quán nhậu giống như quán cà phê. Anh có hay nhậu không?
anh từng thì cũng một hai lần giao lưu với mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dạ đồ của anh bao nhiêu vậy anh? Đồ của anh nào nói em mắc cỡ. Chắc đồ nó ăn lưu quá. Bạn bè với mấy anh đồng nghiệp hay gọi anh là bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu à, hậu đậu trong tình yêu của em. Vậy nó giao lưu là uống hết một lưu đó, chưa xỉnh đó. Dạ. Con hiểu sơ sơ rồi chứ. Hiểu sơ sơ tinh thần sơ rồi con ha. Dạ. Nhưng mà ví dụ anh uống vô thì anh có gọi là gì, anh có lầy lội hay là gì à? Không, anh này anh uống anh cũng ít nói, anh ngồi anh uống anh nhịn anh cười không à. Uống xong nó cười là hiểu rồi đó. Về phía con thì con đồng ý cái đó không? Anh có thể giảm bớt cái tần suất uống của anh lại được không ạ? Thì lúc đó anh đi chơi với em rồi, anh đâu có nhậu nữa. Bữa nào em làm cho anh buồn thì anh sẽ tiếp tục bất tử trên bàn nhậu. Đơn giản, hù vậy đó. À, nói chung đó, nó còn trẻ, với lại đi giao lưu thì uống như vậy thôi. Chứ nếu có gia đình chắc không đến nổi với con hả? Dạ. Bỏ đi con ơi, tại vì á 27 tuổi ha, sau này còn phải lấy vợ, còn có con nữa. Mà uống nhiều quá là ảnh hưởng. Em có về Bến Tre chơi lần nào chưa? Dạ chưa à, em cũng muốn đi thử một lần cho biết. Có dịp anh mời em với mấy bạn về chơi. Dạ. Cha mời nhóm này mệt à. Ủa là một hết một nhóm vậy là bạn hả chú? Ừ. Được không? Rút lại được, con có quyền rút lại lời nói. Vậy đi xe lớn lớn chút xíu. Thôi 26 chỗ nha con. Dạ. Rồi. Con tưởng có 4 người đầu. Đâu 4 người đầu được. Cả hát cái rồi, đi cho nó. Hai đứa tiến lại gần nắm tay nhau hát giao lưu cái coi. Vậy con xin hát một đoạn cái bài này bài tiếng Nhật ạ. Kimi no toriko ni natte shimau kitto kono natsu wa zuzu suru no motto. Trời, con quên. Vậy được rồi, chúc cô. Con đáp lại một câu thôi. Cho nói bạn câu được không chú? Được. Cái nút nó nằm bên tay trái với dưới xuôi lưng ghế vậy. Rồi nhớ nhớ nha. Dạ. Nắm tay hoài vậy luôn hả chú? Nắm hoài đi. Cố gắng nắm rồi, cảm xúc của hiện con giờ đang sao? Nắm lại. Nói đi, nói cảm xúc anh hiện nay nắm tay em sao? Nói đi cho bạn nó biết đi. Đã chú. Nói với Nguyên á. Nói chứ đã, nói tụi chi. Nói với cái ông kia làm gì? Tay em mịn mịn. Dạ. Anh thấy em, em thấy anh sao hả? Em thấy anh hơi rung. Dạ nữa. Thôi nói con dạ tùm lum luôn rồi. Còn bây giờ mình nghĩ sao? Mình làm vậy. Tim mình rung động, mình bấm nút. Không rung động, không cần bấm. Để tay vào nút bấm đi. Hình như bấm rồi. Anh bấm rồi kìa. Tại con thấy chưa đếm. Không cần luôn, phá luật luôn đi con. Dạ. Rồi xong rồi đó. Sao vậy, rung quá hay sao vậy? Dạ. Hình như bấm rồi là sao? Giờ trong bồng con thấy sao? Nói họ nói còn xỉu rồi chứ. Chính thức hai đứa bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay thiệt nè. Cho nắm tay. Dạ. Kỹ sư xây dựng hả? Dạ. Con phải đổ bê tông liền. Dạ, đổ bê tông. Xỉu không? Dạ, hết xỉu rồi. Bây giờ mình hứa với gia đình hai bên là cho phép tụi con hẹn hò với nhau. Thì con hứa sẽ bảo vệ cái mối tình này, chăm sóc mối tình này như thế nào đó. Nào, nói đi con. Dạ, thưa hai bác, em để đây con lo. Để con bảo vệ em ạ. À. Ừ, khoe đi, khoe với ba mẹ mình á. Ba mẹ ơi, con có bạn gái rồi. Này, coi bạn gái nói nè. Dạ, tại vì hôm nay dịch cho nên mẹ con cũng không có vô được. Cho nên là con xin giới thiệu với mẹ đây có thể là bạn trai tương lai của con. Dạ. Con muốn nói với lại hai bác ở dưới Bến Tre ạ. Dạ, con chào hai bác. Hy vọng thì con với lại anh sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp ạ. Dạ, con xin hết. Được rồi đó. Rồi, trao nụ hôn đầu tiên, đôi gò má. Có thể hôn không nhẹ em cái được.
ở đây là, đây là cha hôn con nha. Đây nè, đây mới là đó. Được cái nữa không? Cái nữa con. Con này là con lời quá, làm như con, con cũng có đường hướng. Nó cũng có đường hướng hết trơn, làm bộ nó làm âm mưu á, con thuyết âm mưu. Tại con quay qua ngay nó. Thôi giờ cho phép con làm lại đó. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Hãy tìm hiểu cho thật kỹ để quyết định chính xác. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nấm lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn ạ. Em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. Nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. Cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào? Hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Dạ, không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào? Đó. Cháu à? Dạ. Là phải làm dâu đấy. Con muốn hai mẹ con có ngại không? Dạ, thật sự thì đạo hiếu là phải giữ. Con không ngại cái vấn đề đó. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình đi nào. Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và bạn nam ngồi bên ạ. Em tên là Lê Thị Lệ Hoa, năm nay 30 tuổi. Hiện tại công việc của em là phụ trách mảng tuân thủ trách nhiệm xã hội của một nhà máy sản xuất vải ạ. Ở đâu cưng? Dạ, về quê quán em có một câu đố nhỏ cho bạn nam. À, quê quán của em hả? Dạ đúng rồi, còn xem như là nhìn hình đoán chữ ạ. Cũng dễ ạ. Vô cái là rối não liền nha bạn trai ơi. Đây là bức tranh bạn gái vẽ và yêu cầu bạn trai đoán xem quê quê ở đâu. Em nghĩ là ở Bến Tre. Dạ không đúng. Chắc là ở Vĩnh Long ạ. Vĩnh Long? Dạ, Đông Nam Bộ. Đông Nam Bộ. Trời ơi, măng cục đó, miền Đông Nam Bộ đó. Dạ, chắc là ở Bình Phước ạ. Dạ, hàng xóm, em ở Bình Dương. Đồ khó quá. Dạ. Em ở ngay Lấy Thiêu luôn ạ. Wow, quê mình Lấy Thiêu nhưng mình làm ở đâu? Dạ, hiện tại em sinh sống và làm việc tại Bình Dương luôn ạ. À, rồi em trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lương Đình Thanh. Hiện tại em 31 tuổi. Em công tác và làm việc tại huyện Nhà Bè. Dạ, giờ hộ khẩu em ở Nhà Bè luôn ạ. Làm công việc gì? Dạ, em kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì em trai? Dạ, ưu điểm của em là biết yêu thương cho gia đình và biết chăm lo công việc, có chí cầu tiến cao. Và em không biết ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc và biết nấu ăn. Rồi, vậy quá tốt. Về khuyết điểm thì chắc là em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. Mời nhà gái. Em ưu điểm thì em, bản thân em là một người hòa đồng, biết lắng nghe, chia sẻ. Khuyết điểm của em thì giao tiếp thì em không phải là người chủ động. Nhưng mà nếu như mà có một người chủ động trò chuyện thì em bắt sóng được. Còn khoảng nấu ăn thì cũng vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của em. Em có thể nấu ăn được nhưng mà với điều kiện là có người giúp em sơ chế hết nguyên liệu. À, yên tâm, ở đây nấu ăn được mà. Dạ, dạ cái đó yên tâm đi, cái đó thì em làm được ạ.
Em gái có mấy mối tình rồi? Nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. 30 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào? Dạ, chưa yêu ai mà cũng chưa ai thích em. Không hiểu tại sao. Nói chung á, bản thân em tự thấy là cuộc sống khá là đơn giản. Cứ gói gọn từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà. Mối quan hệ xã hội nó cũng rất là ít. Bên đàn trai tò mò chạy qua coi. Trời ơi, em chào anh. Duyên dáng nha, rất là duyên dáng. Năng động nữa. Có yêu đơn phương người nào chưa? Dạ chưa. Kỳ vậy ta? Thích đàn ông hay thích? Dạ dĩ nhiên là thích nam ạ. Vậy chứ giờ em thích cái gì? Em do em không có chủ động trong giao tiếp á. Nhiều lúc mọi người nhìn vô trong công việc em cũng khá là nghiêm. Chắc mọi người nhìn vô thấy em khó gần. Coi bên đây sao nha. Dạ. Không biết sếp gì đây nè. Là phân phối vật liệu xây dựng hả bé? Dạ, em chào chị. Nhưng mà cái đó bé phân phối giùm người ta hay là vật liệu xây dựng là của bé? Cái công ty đó là của bé? Dạ, công ty của em luôn chị. Công ty của làng trai luôn, trời tôi ơi. Tôi nghi rồi, cái thần thái này là tôi nghi là sếp của... luôn. Em có mấy mối tình này nói cho bà mối nghe coi. Dạ, em đã trải qua 2 mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì... quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn. Bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do. Ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng tạo dựng được sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây bao lâu? Dạ cũng được hơn 2 năm rồi. Trời chị ơi. Lý do gì em 2 năm ở không là sao? Dạ thì nói chung là công việc của em thì xây dựng thì tiếp xúc với những người lớn tuổi không à. Với lại ra ngoài đường thì cũng thấy nhiều bạn gái dễ thương lắm. Cũng muốn là mình xin số làm quen chẳng hạn. Nhưng mà mình tiếp xúc gần với người ta thì ở Sài Gòn thì nhiều cướp giật quá này kia. Rồi người ta cứ suy nghĩ là mình tiếp cận để giật điện thoại hay là tiếp cận ăn trộm cướp. Nhìn mà em đâu có giống giật điện thoại đâu mà sợ trời. Vậy thì bây giờ cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào? Ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên, biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên và hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Cưng nghe vậy Cưng thấy sao Cưng? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Rồi con bé này sao nè, giờ cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào? Dạ em suy nghĩ, em hy vọng bạn nam về ngoại hình thì cao trên 1m6 là được, không quá béo, râu không dài, tóc không dài, răng không súng. Về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc. Tả một cái ông già nào đó không biết luôn. Tả tưởng nó chắc ông già cũng chín mấy rồi. Có nhiều bạn có style lạ lắm ạ. À, này bé đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi chung với là chị Hai và cô ruột ạ. Dạ, đó, nhìn chào chị, chào cô ạ. Nhìn chị Hai là ra em gái nha. Em xin kính chào quý vị khán giả. Kính chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh. Em là cô Sáu của cháu Hoang. Cô xin chào con. Sáu thấy cái bạn nam bên này á, qua cái trao đổi á, thì Sáu có cảm giác bạn hiền, yeah. Có cái sự hiếu thảo. Đó là cái tiêu chí mà Sáu thường nói với con. Thì nếu như có cái cơ hội thì có cái sự cảm tình lẫn nhau thì cô hy vọng là hai cháu sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ, con cảm ơn cô. Em xin cảm. Cảm ơn Sáu nha. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và một bạn thân của em ạ. Xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân ạ. Dạ. Chào cháu gái ạ. Và chào gia đình bên nhà gái ạ. Tôi là mẹ của Lương Đình Thanh ạ. Tôi có một đứa con trai. Con gái đã có nhà cửa đầy đủ rồi, gả hết rồi. Cháu ạ. Dạ. Là phải làm dâu đấy, có mối hai mẹ con. Việc gia đình cũng đầy đủ hết rồi. Dạ. Giờ chỉ cần một đứa con dâu nữa thôi. Dạ. Thì cô mong con á, thì các con á tìm hiểu nhau rồi tiến tới. Dạ con rồi, cảm ơn cô. Trời ơi, có ngại không? Dạ thật sự thì đạo hiếu là phải giữ, con không ngại cái vấn đề đó. Dạ rồi. Vân thấy là dành cái không gian này cho hai trẻ được đi. Được rồi đó. Ừ. Đúng rồi bà mối, mở rào. Em
anh chào em. Dạ, chào anh. Lần đầu gặp mặt là anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đem một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công. Rồi, cảm ơn em. Anh cũng có một bài hát muốn tặng em nữa. Anh thì hát không hay nhưng mà em ơi lại gần anh nữa đi. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc. Người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng. Anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay mẹ cũng mặc đồ giống như là đi cưới dâu luôn mà đó. Hôm nay mẹ đẹp lộng lẫy luôn đó mẹ ơi. Cảm giác thế nào trong cái khoảng thời gian quá ngắn như thế? Dạ, rất là bất ngờ và rất là bồi hồi hiện tại. Tại vì xúc động không? Dạ, xúc động không? Xúc động là vì cái nhẫn hay là vì cái tình cảm? Dạ, đúng, là, dạ, đúng rồi, là vì tình cảm của bạn. Cảm người ta, đưa coi cái nhẫn coi. Trời ơi, quan tâm trời cái nhẫn chi? Đẹp quá, đẹp thì người ta phải khen chứ. Người ta quan tâm cái trời tình cảm ơi. Mà quỳ gối xuống đó luôn. Một người thì trao nhẫn, một người thì nhận nhẫn. Rồi tôi với ông làm gì bây giờ? Đó, cảm giác thế nào khi mà em gặp mặt bạn gái em nói đi. Sẽ lại gần nhau, nắm tay anh, nhau anh nói có đi. Cảm xúc không ạ? Nói đi, hai đứa nói cảm xúc với nhau đi. Nói chung là cái mới nhìn đầu tiên thì anh cảm thấy em cũng là một người rất thích hợp với anh cảm thấy rất thích. Dạ, em cảm ơn anh. Anh hy vọng là anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là mối tình cuối cùng để đi đến suốt cuộc đời. Dạ, em cũng mong được điều đó luôn. Trời ơi. Không biết là tại anh thì công việc có thể sắp xếp được không mà khi mà mình em thấy anh tự kinh doanh như thế thì cũng bận rộn. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm. Về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến bên. Dạ. Khi có thời gian rảnh anh thường hay làm gì ạ? Thì thời gian rảnh thì anh hay đi uống cà phê với bạn bè nè. Lâu lâu thì có bạn bè rủ đi coi phim thì anh có đi coi phim. Dạ. Em có thích đi coi phim không ạ? Dạ có, nhưng mà do ít đi lắm ạ. Thích thì thích nhưng mà cũng ít có đi. Khi mà trở thành một cái chỗ dựa một chân một người khác á, thì liệu đó có phải là một gánh nặng mà khiến cho anh mệt mỏi không? À không, anh hiện tại bây giờ là thực sự là muốn lấy vợ về để cùng xây đắp một hạnh phúc cùng nhau để vượt qua tất cả. Đó là đối với anh là đó là một cái niềm vui. Dạ. Chứ anh không thấy gánh nặng gì hết. Bản thân em thì em độc lập từ nhỏ, em cũng mong muốn là có được một người quan tâm và là chỗ dựa cho mình. Dạ. Cũng giống anh vô đây thì cũng tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và cũng có tính tự lập từ nhỏ nên là tất cả mọi công việc trong gia đình anh đều làm được hết. Dạ. Nếu như mình hẹn hò thì khoảng bao giờ thì mình tiến đến hôn nhân được? Dạ, thì để xem tình cảm hai bên, hai đứa cùng sẵn sàng trong chuyện tình cảm thì có thể tiến đến hôn nhân ạ. Tức là tình yêu đủ lớn thì mình sẽ tiến tới hôn nhân thôi đúng không? Dạ. Em có thích có con sớm không? Nếu sau này mình cưới rồi thì em muốn là mình sẽ có bao nhiêu đứa con? Dạ, cái này chắc con cái em nghĩ đó là lộc trời cho ạ. Dạ. Trời cho nhiều mình hưởng nhiều. Nói chung là mẹ cũng muốn có dâu lắm rồi. Hy vọng là em sẽ sớm đồng ý để cùng về chung một nhà với anh cho mẹ vui. Xin phép cho em ôm em cái ôm chặt vô. Xin phép gì ở cô cho ôm em cả. Ôm chặt vô đứng yên nguyên coi. Dạ rồi ạ. Thấy sao em trai thấy sao? Dạ rất ấm áp ạ. Ấm áp không? Dạ. Em có thấy tim mình nó nhảy nhịp nhiều không trai? Dạ muốn nhảy ra ngoài luôn anh Quỳnh Linh. Nhảy ra ngoài luôn hả? Em trai á, cảm xúc đang rất là đồng đầy. Tim thì muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Bạn không gái cần kia. Phải đếm gì đâu. Đó, hai đứa cảm thấy cảm xúc đầy đủ là một cái phạt thôi không có. Đây. Rồi, thích chúng ta bấm luôn. Đó, rồi, đó, đó, rồi, bấm gái. Rồi luôn đó, rồi xong. Em gái thích.
Cuộc đời đơn giản như thế. Xin phép gì cho hôn? Gì cho cô cho hôn em? Dạ. Quấn quýt luôn rồi đó. Robot. Bạn tên gì, giới thiệu luôn. Em tên là Bùi Hòa Bình. Năm nay là em vừa mới bước qua tuổi 30 rồi. Em làm về kinh doanh. Rồi, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Vỗ tay quá trời, các bên kia. Dạ, em chào chị Cát Tường. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn cùng chơi. Dạ, em là Trần Minh Nguyệt, 25 tuổi. Em hiện là giáo viên dạy tiếng Anh với dạy nhạc. Dạy tiếng Anh và dạy nhạc. Dạy ở đâu em? Ở Vũng Tàu. Ủa mà em dạy ở Vũng Tàu hả? Dạ. Là hiện giờ em ở Vũng Tàu luôn. Em ở Vũng Tàu luôn ạ. À, là hôm nay lên đây để tham gia chương trình thôi hả? Dạ đúng rồi. À, ủa anh kia quê ở đâu nãy nghe chưa rõ? Dạ em sống ở Sài Gòn chị ơi, thành ra là đi cũng gần. Nhưng nếu giờ ba quen bạn gái ở Vũng Tàu thì tháng ra mấy lần? Chắc một tháng em ra được hai lần. Đúng rồi. Tháng hai lần thì em hơi ít chị, tháng có hai lần là ít rồi. Ý em muốn một tháng mấy lần? Tuần lần. Tuần lần được không? Tuần lần là coi như tháng bốn lần. Dạ thí dụ như mà một tháng hai lần mà một lần hai ngày được không chị? Người chơi thấy tiếc chút sức khỏe rồi hả? Dạ. Tiếc chút công sức. Không có, dạ. Thấy không đúng, được đúng rồi, không có nhiệt tình lắm. Đúng rồi, mà nhiệt tình quá mà. Mới quen thì chơi không nhiệt tình rồi. Ta bận công việc, bên đây là làm giám đốc phát triển thị trường đúng không? Dạ vâng, em hiện đang làm về thang máy. Bạn làm nghề thang máy, bạn làm giám đốc phát triển thị trường, bạn đi suốt như vậy. Dạ. Đúng là không có thời gian quen bạn gái rồi. Dạ. Không lẽ mình không có chừa một cái khoảng không gian nào cho bạn gái hay sao? Em từ sau khi cái mối tình cũ á, em cũng cũng buồn nhiều. Với lại em cũng có một cái hy vọng là cô ấy quay lại. Hả? Hả? Cô đi về em, đi về. Đi về. Vẫn còn yêu bạn kia. Không anh. Sao bạn nói mà vẫn mong quay trở lại? Dạ tức là trong một cái khoảng thời gian đó thì nó cũng buồn cũng lâu lắm. Nhưng mà một ngày á mình nhận ra là tại sao mình cứ phải buồn hoài à? Đúng cuộc rồi, sống của mình à? Cuộc sống của mình có 60 năm trời à? Hả? Thôi đừng có nói chuyện cũ buồn nữa, bên đây ta muốn đi về rồi đấy nè. Dạ có chứ anh, nghe bài Khi Người Đàn Ông Khóc chưa? Nè bây giờ bạn này rất là tình cảm. Nói nữa là bên đây cổ đi về đó nha, nóng lắm rồi đó nha, giận rồi đó. Giờ nè em nói những cái điểm mạnh của em cho anh nghe coi. Dạ thật ra em tới đây giống như là em muốn trình bày hết những cái tư tưởng tình cảm của mình để mà mình chọn cái người phù hợp. Thì em nói hết lèo thôi. Khuyết điểm thì em có nhiều lắm. Thứ nhất em là một người rất là thẳng thắn. Thứ hai em hơi nóng tính. Em nghĩ khuyết điểm cũng hơi bự đó chị. Hơi nguyên tắc, có nghĩa là một vài lần gặp em thì em sẽ rất là nguyên tắc, khó gần. Nhưng mà thân rồi thì cũng vui lắm, không có gì đâu. Với lại hơi có cảm xúc mạnh á. Có nghĩa là mình nói cái gì, mình làm cái gì, mình cũng phải dùng hết vào mình nói, mình làm ngay lúc đó đó. Nghe con người mình có tư chất nghệ sĩ. Đúng rồi đó chị. Cho nên là mình làm việc theo cảm xúc. Thế là bây giờ là thích mà nói vài câu quê là họ thích hết thích. Có nghĩa là cảm xúc hơi tuột rồi đó. Nãy giờ là tuột. Tới đây là tuột rồi. Bởi chị biết em tuột mà chị đang ráng bơm em lên. Bạn nói gì cho nó hết tuột ơi, nói gì cho nó hết tuột ơi. Em hơi lạ đó là em học luật, em tốt nghiệp đại học luật. Em có một thời gian qua Úc học một năm rồi. Em về đây hồi đầu năm, em cũng đi làm rồi. Nhưng mà bức bách quá, thế là em bây giờ chỉ có đi dạy tiếng Anh và đi dạy nhạc thôi. Nhưng mà bên cạnh đó em cũng có một số ưu điểm như sau. Đó là em thích chăm sóc nhà cửa. Em rất thích nấu ăn. Ước mơ lớn nhất của cả đời em là có một cái khu vườn nhỏ của mình. Đại khái là phát triển mô hình vườn rau sạch. Vườn rau sạch? Dạ, làm nông dân đại khái vậy đó chị. Và hôm nay em đến đây là em khát khao gặp người đàn ông như thế nào? Cũng không cần giống em lắm đâu. Vậy em thấy em cũng hơi lạ đó. Cho nên là chỉ cần hiểu thôi. Với lại vun đắp trồng làm một khu vườn cho em. Có khao khát không? Dạ thì những cái sở thích với lại những cái tính cách của bạn đó thì giống y chang em luôn. Cái mong ước của em cũng là trồng rau sạch luôn. Thật ra mình sống trong môi trường này mình thấy nó ô nhiễm quá. Mai này nếu mà em có tiền á là em lên núi em sống. Hoặc là em về mình biển gì đó em sống và em sẽ trồng rau, nuôi cá, nuôi bò vậy đó. Cũng cùng sở thích ha. Dạ. Khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn kia biết luôn. Nhanh đi để bạn tụt cảm xúc á. Ưu điểm là em rất là vui tính, em hài hước. Và em nói chuyện thì nó dễ gần. Dễ gần, nó mới lên câu đầu tiên là thấy là dễ quê rồi chứ dễ gần. Dạ, tại vì em muốn chia sẻ cái thật của em nó đang là như vậy. Tức là trong quá khứ thì... Bỏ khoảng quá khứ đi, bỏ. Mình phải sống tới cái vườn rau sạch phía trước. Dạ. Thì cái yếu điểm của em á, thứ nhất á là em ngủ ngáy. Và cái này là... Tụt nữa. Sao tụt nó hết khuyết điểm mà nói ra. Và cái thứ hai là em có một cái mùi mùi hôi cơ thể.
Dạ thành ra có là đâu, có gì đâu. Ngoài những cái phần đó thì nhưng mà bù lại cái chuyện mà mùi hôi á thì em hay tắm lắm. Thành ra một ngày em tắm cũng 2 lần. Tôi không hôi mà ngày tôi cũng tắm 5 lần. Dạ. Và dạ chị ngửi thấy mùi gì không chị? Nó thiệt luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Mùi cơ thể tôi không phải mùi hôi. Dạ. Cái đó người ta giấu đi, ai đâu mà lên mà phủ ầm vô người ta vậy. Người ta một cái người nghệ sĩ mong manh ngồi bên kia kìa. Dạ. Lên nhưng mà quốc nãy giờ người ta tụt cảm xúc tụt tới dưới, tôi mới có lâu lên được như đây, ông dập xuống nữa. Dạ. Rồi muốn đi kiếm vợ không? Dạ muốn chị. Cô này dễ thương lắm á nha, nói quá một hồi là hối hận á. Cao thấp dạ. Sao, ngoại hình sao? Dạ em thì nếu mà từ 1m5 đến 1m9 đó là phù hợp với em. Gì rộng dữ vậy? Dạ. Khoảng cách xa vậy? Dạ tại vì thiếu mà thí dụ mà 1m5 á khi mà hung á thì em ôm lên. Còn nếu mà 1m9 thì em đứng ngóng chân cũng được. Được. Dạ. Được, ấn tượng rồi đó. Dạ. Chị. Hả? Thật ra em đăng ký thì em nói là em thích người có mùi cơ thể á. Có không? Dạ nhưng mà anh này anh nói là mùi hôi cho nên là em phản ứng vậy thôi. Vậy là mỗi người có một cái mùi á, mùi đặc trưng của cái người đó. Tuyến mồ hôi đó chị. Mùi đàn ông thôi phải không? Nhưng mà anh này anh nói mùi hôi cho nên là em hơi... Ủa biết đâu em yêu em thích cái mùi hôi của anh. Nhiều khi em lại ghiền cái mùi đó đó, cái đâu mà không có cái mùi đó là chết chịu không nổi luôn á trời. Thôi giờ là mình biểu diễn nghệ thuật đi. Làm một cái cho bên kia sợ chơi. Anh ơi, đàn đó là cô đó đàn hay là có người đệm đàn? Cô đó đàn chứ các tường làm gì biết đàn. Dạ. Dạ hôm nay đến đây thì em cũng có chép một bài thơ. Móc bóp giống anh đưa tiền hay gì. À dạ không. Bài thơ này nó chưa có tên. Dạ. Có phải anh khờ lắm phải không? 30 tuổi đến vẫn nằm không. Sáng trưa chiều tối công với việc, đi về nhà cửa cứ lạnh không. Lỡ có yêu anh em đừng sợ, tim anh nóng rực cả mùa đông. Nếu buồn gọi anh em biết không, có người chia sẻ tỏ nỗi lòng. 30 tuổi đến tình chưa có, đã có chương trình chắc thành công. Dạ. Thiếu câu nữa. Yêu anh em có sợ không? Dạ. Mùi hôi thoang thoảng đâu đây đó. Dạ. Em thêm câu nữa thì mới thật. Dạ. Đúng không? Giờ dạ, vấn đề chỗ là giờ hôm nay em có được người thân gì theo không? Có anh, hôm nay em có mời mẹ của em theo. Có mẹ hả? Dạ dạ. Mẹ nữa đó. Mẹ dạ. Chào cô ạ. Xin chào anh Nguyền Linh. Dạ. Dạ. Cô nhìn thấy đối phương bên kia sao cô? Theo như mình thấy thì cô bé rất là xinh xắn. Nói chuyện cũng dễ thương. Rất là thích. Cảm ơn bác. Có đi với người thân không em? Dạ em có đi với bạn thân của em. Em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quý Linh. Cảm xúc của bạn nãy giờ dành cho cái anh bên kia đó, em nhận xét ảnh sao? Có lẽ là cảm xúc của em cũng như cảm xúc của người ta cũng lên lên xuống xuống. Nhưng mà em hy vọng là anh sẽ không nóng tính, bởi vì Nguyệt nó rất là nóng tính rồi. Khi mà nó nóng tính một cái là em sợ luôn. Nóng có khi nào Nguyệt đánh ai không em? Dạ đánh thì không có đánh. Chứ mà nóng mà làm gì? Nóng thì lừa mắt rồi đập bàn cái đập một cái. Em về chi cho đau tay rồi cho lặng nha. Dạ. Bây giờ mình để anh xem thử bên đây. Nãy giờ khen đẹp lắm. Chào bạn, rồi dễ thương quá. Nhưng mà sao nóng tính vậy ta? Thì có nghĩa là em thể hiện cảm xúc nó trong sao nó vậy á. Có nghĩa là nói cái gì em cũng dồn cảm xúc vô hết. Thì nó như vậy thôi. Giống anh á, sáng anh đi chang vậy đó. Có gì bằng xử theo luật pháp là chứ không có gì đâu sợ. Rồi, kéo màn lên. Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy nha. Chào em. Dạ, chào anh. Em cười. Hôm nay anh có mang một cái món quà anh tặng cho em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em coi thử đi. Dạ. Cảm ơn ạ. Thôi dạ. Kệ, đeo đi, đeo cho tình cảm kéo chứ. Dạ được rồi. Dễ thương quá. Anh quan niệm thế nào về cái cuộc sống hôn nhân á? Thứ nhất á là phải biết hy sinh. Thứ hai á là việc thì phải chia sẻ với nhau. Dạ. Còn em á thì em cũng nói luôn, giống như là mình đến với nhau á là mình tìm hiểu nhau nghiêm túc và chân thành. Thế còn mình đi với nhau á thì mình phải chia sẻ. Cả một đoạn đường đó thì phải chia sẻ. Đó là rồi. Có gì mình phải nói cho nhau nghe. Chứ đừng có giấu. Đúng. Giấu ai mà biết được đâu. Đúng, đúng không? Dạ anh nghĩ là cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Với lại hồi nãy em có nói về cái vụ mà tính em nóng á, em đập bàn đập ghế, tính anh cũng vậy luôn á.
Thật ra có những lúc mà em cãi á, lúc cãi xong rồi em nghĩ là mình cũng hơi sai sai đó. Nhưng mà hả, cái lúc đó mình nóng quá mà. Thì nếu mà anh là người con trai mà chịu nhường nhịn một chút á, thì em cảm thấy em sai rồi, em sẽ sửa lỗi. À, chỗ đấy thì em yên tâm. Tức là anh sẽ chia đều ra, thí dụ như lúc này em nóng hay lúc sau anh nóng. Dạ, cũng được như không nhân. Chia đều. Đang nghe. Dạ, dạ vâng. À, dạ. Đứng lên nói chuyện nghe chút. Dạ. À, đứng sao bạn? Thấy đẹp trai không? Dạ. Hồi nãy tôi đứng xa đấy, nhầm của tôi à. Dạ. Đứng sát sát mình chút xíu nữa coi. Dạ. Không. Đúng, ok, không okay. Nổi. Thôi, thôi, ngồi được rồi đó. Thôi bỏ cái vụ đầu đó, bỏ. Hết giờ rồi, bấm nút. Đó, suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định nha, đo cảm xúc của mình đi. Lúc lên, lúc xuống. Cân chia đong đếm coi cái lên nhiều hay cái xuống nhiều. Một. Hai. Muốn lấy vợ lắm rồi. Ba. Làm gì bấm nhanh như vậy? Nôn quá hả? Em sợ cái nút nó không ăn. Dễ thương đó, bạn trai rất là dễ thương, rất có duyên, nói chơi vậy thôi. Chứ không có gì đâu. Không có thấy hồi gì đâu sợ. Hy vọng mọi người thì tiến xa hơn. Mới đi xem phim ha. Rồi hỏi kỹ nhau nữa. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nào, chúng ta nắm tay nhau. Cảm nhận về nhau. À, chào các bạn, chúc mừng các bạn.